Cái này máy. Các bạn nghe cái gì không? Là các bạn nghe cái tiếng chim. Và tiếng chim từ cây trụ điện á. Có một cái anh là anh đem tới anh dụ chim để anh bẫy chim bằng cái máy. Đó, tiếng chim kêu trước cái trụ điện. Công nghệ rất hiện đại các bạn. Bữa nay đi dụ chim bằng máy hết đó. Đây là cái khu kênh bào, cái nơi mà tập kết rác của cái phường Phú Trinh tại đây đó các bạn. Xung quanh đây thì bữa nay là coi như là cuối năm 20 á, là cải tạo để làm cái công viên, nhưng mà đến bây giờ coi như là tắc nghẽn rồi, ách tắc rồi. Không biết tiền bạc như thế nào mà coi như giờ này cũng chả thấy có gì cả. Chờ cái công viên này chắc nhiều khê quá. Trước mặt là cái dòng kênh bào. Kênh bào này người ta gọi là cái cầu sợ muối đó các bạn. Thì anh bảy chim anh đã tới anh đó. Không biết là được nhiều con không biết. Này là bảy chim mà để đi tới mấy cái làng nướng chim này, nhậu chơi thôi. Cái này hơi xa cho nên là máy nó rung. Mấy cái thùng rác coi như là được che chắn bởi những cái lưới phong lan đó các bạn. Chiều khoảng 5-6 giờ là mấy anh tập kết rác về đây. Thì tối khoảng 9-10 giờ đêm, tất nhiên là 21-22 giờ đêm khuya là coi như là các ảnh mới đem xe lớn tới rồi mấy ảnh xúc mấy anh đi. Còn ban ngày thì mình không thể nào mình mở cửa ra. Tự nhiên nhà có cái cánh cửa nhưng mà mở nó rất hôi các bạn, hôi lắm. Cho nên thành phố Phan Thiết mình là trở thành thành phố xanh sạch đẹp mà. Mà không thấy là biết chừng nào xanh sạch đẹp không hiểu được. Mà mới nghe coi như là tỉnh Bình Thuận mình là coi như cái vùng Mũi Né đại diện cho cái thành phố Phan Thiết là thành phố xanh sạch đẹp và có trong cái địa chỉ của thế giới, là nơi mà du lịch khách các nơi thường đến. Thì những cái view như thế này thì để cho các bạn cũng thấy đó. Đây là khu kênh bào. Rồi, xin chào các bạn nha.